Em xin giới thiệu với tất cả anh em con đài Nationa model là RXC46. Con này là em cũng mới tiếp tục về xì mạ các bác nhá. Em giới thiệu qua một chút là xì mạ của em này, rất chi là mới. Nút này về dòng này là có hệ equalizer nên là nghe tiếng rất chi là hay, các bác chỉnh theo tùy ý nhá, rất chi là hay, tiếng dày dặn và hay. Xi mạ này, hành lò này rất đẹp luôn. Trên lưng của em ấy thì có một vài vết xước sau đây này. Không lời không ảnh hưởng gì cả. Các bác xem kỹ video này sẽ thấy nhá. Em ở đây hơi bị tí cấn nhẹ một chút. Ở đây em sẽ test một đoạn video cho các bác xem, nghe thử chất âm của em. Máy nguyên zin và hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ duyên mình bên lâu, suốt đời tình thắm sâu.
pháo hồng nhuộm tiên tua này cơ rất chỉ là khỏe và mượt mà mà nha. Auto sit top tức là hết băng tự nó sit top ấy, cơ rất khỏe và mượt mà luôn. Mình test sang radio này. Radio thì con này chỉ có hai cái nhược điểm của nó. Thứ nhất là nó hơi bị cấn một tí đây này, hơi cấn nhẹ tí nha. Thứ hai là cái dây do radio của con này bị đứt này, em mở ra và cái dòng này thì con nào cũng bị đứt, 10 con thì đứt cả 10. Còn nếu như là nó có bác mua nó chạy thì chẳng qua nó là anh em ra lại xử lý rồi thôi. Ô, đừng có mà trách mở ra radio này. Không phải chỉ nghỉ việc đâu, tôi á là tôi còn kiện cả cái trường này nữa. Chị xem cái trường này có yên ổn được không, hiệu trưởng đâu. Trường hợp là nếu như có xử lý thì cũng chỉ được một thời gian sau là nó lại cũng đứt trở lại các bác nhé. Bởi vì cái dây của nó là dây bằng nhựa chứ không phải là dây, không phải ra dạng dây cước. Nên là mình không thể nối được, hoặc là mình có nối thì nó có thời gian sau nó sẽ đứt. Này. Rồi sóng thì nó thì bây giờ thì hiện tại nó chỉ có nằm yên một chỗ, các bác cứ rồi bình thường thôi. Không ảnh hưởng gì cả. Thế nào? Thôi thúc chúng tôi thành lập nên dự án nâng cao tầm cỡ giữa cộng đồng người khiếm thị và cộng đồng người không khiếm thị. Đặc biệt các bạn sẽ được học những kỹ năng cơ bản để hỗ trợ người khiếm thị. Radio em đang để FM. Nối tiếp thành công từ mùa 1, dự án The Eye Project tiếp tục mang trong mình sứ mệnh kết nối giữa người khiếm thị và người là một giấc mơ với bất kỳ vận động viên nào. Và chắc chắn mùa hè vừa qua ở Tokyo, Thùy Linh thất bại trước thần tượng của mình là Zhu Ying của Đài Bắc Trung Hoa, nhưng cũng đã có màn trình diễn ấn tượng. Hai trận đấu còn lại, Thùy Linh xuất sắc đánh bại hai đối thủ có hạng cao hơn là Quy Si Fei và Sabrina Jacque. Nửa năm qua, Thùy Linh cuốn theo. Nó chỉ có nhược điểm là hơi cấn một nhẹ một tí ở đây thôi. Hoa Khôi nữa là đặt mục tiêu có thể tiến vào chung kết. Dây dò sóng bằng nhựa của nó bị đứt. Nó là dạng bằng nhựa răng cưa, nó rất chi là mỏng. Mà em sẽ thực hiện lâu ngày rồi, nó bị đứt. Xin nói lại lần nữa là cái dòng này 10 con về đứt cả 10 các bác nhé. Riêng cái dòng Nam mà C46 này cam kết các bác 10 con là đứt cả 10. Trường hợp các bác mà có dò được đó là do đã bị được xử lý lại cái dây đó rồi, nhưng chỉ được một thời gian sau là nó cũng đứt trở lại rồi. Mà cầu lông Việt Nam chưa một lần bước lên bục nhận huy chương cao nhất. Để FM này thể thao. Đó là để FM. Quý vị và các bạn thân mến, khiêu vũ thể thao đang để mở sang IM này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Từng bước lan tỏa khắp thế giới của những đội nhảy danh tiếng như cha-cha-cha, rumba, tango, jazz hay samba, dance pop thì đã được Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đưa vào Thế vận hội. Điều này đã trong mùa 2 của dự án năm 2021. Vậy trong cái mùa 1 khi tham gia mùa 1 thì Hải Anh có cái kỷ niệm gì mà đáng nhớ ấn tượng với bạn không? Trong năm 2020 khi mà tham gia dự án này thì em có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, đấy là em có một có người lẻn ra ngoài cửa, có người nhịn cười đi thay quần áo cho các cô, chỉ có Phượng Thư và Uyên Ương vẫn nhịn cười luôn miệng mời Giả Lưu. Giả Lưu cầm đũa nhưng khó gấp quá lại nói: "Ôi,
sống gà nhà này đẹp quá. Hãy với nhau không dẫm lên chân nhau hoặc là hiểu tín hiệu lúc nào xoay, lúc nào được tiến, lúc nào lùi thì không có đòi hỏi nhiều những cái phủ hành phức tạp. Duy nhất là cắn nhẹ một tí ở đây, còn lại ở chỗ khác rất là đẹp mới nha. Sẽ không có đòi hỏi các vị trí khác rất là đẹp. Khi bộ thể thao thì mình sẽ phải tuân theo cái tiêu chuẩn của thế. Được xuất bản thành sách luôn. Và khi mà mình con này có đường line này. Đó. Đường băng này, đường radio này và đường cassette này, đường băng này. Ngoài ra em nó có hệ equalizer, các bác chỉnh tiếng tùy ý. Tua hết cái đoạn này, hết băng này. Lẽ đèn châu hiu hát bên sông màu. Rút cái dây nguồn ra quay luôn lần sau cho bác xem. Xi mạ tài sách đang rất là đẹp này. Đèn hồng này. Không hề có vết chảy xước này. Đây. Em ấy có cổng line in này và line out. Line in tức có nghĩa là line được thiết bị khác vào, line out là line ra loa, là các thiết bị khác các bác nhé. Lai ra nha, tín hiệu ra này, này tín hiệu vào này. Đằng sau nó rất là đẹp. Máy lành lặn, không bể vỡ các bác nha. Rất là lành lặn. Chỉ tích duy nhất là do em nó bị cấn một chút. Cái vết này. Con này là em mua hàng eBay. Ở bên đó mua ở bên đấy là về là nó đã bị như thế này rồi, ở bên đấy là nó bị như thế này rồi. Còn lại rất là đẹp, loa rất là đẹp. Dòng này từ loa nó làm rất là sâu, nó làm sâu hơn so với dòng Nationa, nó làm sâu hơn nhiều so với các cái dòng khác nên tiếng nghe dày dặn và ấm.